Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem bản tin thời tiết du lịch ngày 16 tháng 10 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 62 km về hướng Đông Bắc, Bầu Trắng thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, thu hút du khách bởi vẻ đẹp mênh mông của những bầu cát trắng cùng biển hồ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời giống như một ốc đảo. Đến với bầu trắng, du khách có thể dạo chơi trên khắp các triền cát, thậm chí là cắm trại giữa không gian mênh mông toàn cát là cát. Đặc biệt với những ai yêu thích cảm giác mạnh thì có thể chinh phục đồi cát bằng xe địa hình hay là trượt cát cũng là một trong những hoạt động thú vị đối với nhiều du khách, kể cả các em nhỏ. Sau khi thỏa thích khám phá đồi cát, du khách cũng có thể ngồi thuyền lênh đênh trên mặt hồ để có thể cảm nhận một vẻ đẹp hoàn toàn khác của bầu cát. Cùng với đó là cảm nhận sự yên bình, thảnh thơi và cả thoang thoảng hương thơm trong lành của những búp sen hồng. Không chỉ có khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp, hành trình đến với Bầu Trắng cũng hấp dẫn không kém, nhất là khi đi qua khu vực đất đỏ của xã Hòa Thắng. Du khách như được lạc vào một vùng đất hoang mạc với sắc đỏ nổi bật trên nền trời và biển xanh thẳm. Cùng với đó, từng đàn dê cừu được chăn thả một cách khá hoang dã mặc dù mưa xuất hiện ở hầu hết các khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới. Tuy nhiên, tại khu vực Nam Trung Bộ, trong đó có cả khu vực Bình Thuận, sẽ ít mưa hơn. Trong ngày trời giảm mây và có nắng, nhưng tiết trời còn khá mát mẻ, với mức nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng từ 30 cho đến 31 độ. Về chiều tối và đêm, có mưa rào và rông diễn ra, tuy nhiên mưa không lớn và thời gian mưa cũng không kéo dài, nên chỉ cần chuẩn bị một vài vật dụng che mưa tiện ích là du khách có thể yên tâm với các hành trình khám phá và tham quan của mình cũng nằm trong khu vực trung bộ nhưng thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung bộ có phần xấu hơn so với các tỉnh thành phía Nam. Nguyên nhân là do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với địa hình khiến cho hội tụ gió gia tăng ở tầng thấp. Vì vậy thời tiết trong 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa ở trên diện rộng và mưa kéo dài trong cả ngày, do vậy mà thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch diễn ra. Nhiệt độ về đêm trên khu vực các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân dao động trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ và cao nhất từ 24 cho đến 27 độ. Còn ở phía Nam thì mức nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất biến đổi từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh Bắc Bộ thì nằm trong sự khống chế của khối không khí lạnh tăng cường đầu mùa với cường độ khá mạnh. Do đó trong 3 ngày tới thời tiết xấu, trời nhiều mây, có lúc có mưa và kéo mưa kéo dài từ nay cho đến hết ngày 18 tháng 10, sau đó sẽ có xu hướng giảm dần. Ngoài ra tác động của không khí lạnh khiến cho đêm và sáng trời lạnh tại vùng núi cao thì trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng dao động từ 19 cho đến 22 độ và cao nhất là từ 23 cho đến 26 độ. Trong khi tại vùng núi có mức nhiệt độ cao nhất ở trong khoảng từ 19 đến 22 độ và thấp nhất hạ về mức 14 cho đến 17 độ. Thời tiết chưa mấy thuận lợi cho các hoạt động du lịch diễn ra. Còn tại khu vực Tây Nguyên, chịu ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc xuống và rãnh thấp hoạt động ở phía Nam, nên thời tiết sẽ có mưa tăng dần trong 3 ngày tới, có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông. Do đó, các hoạt động ngoài trời nhìn chung sẽ không được thuận lợi. Nhiệt độ thấp nhất tại đây giao động từ 19 cho đến 22 độ và cao nhất từ 28 cho đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp yếu đi qua, cho nên trong những ngày tới, thời tiết phổ biến có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối và đêm, ngày giảm mây trời nắng, tuy nhiên thời tiết vẫn khá mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ. Các hoạt động ngoài trời có phần thuận lợi hơn trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa và đầu giờ chiều. Riêng đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều cường trong những ngày tới có xu hướng gia tăng, dao động từ mức báo động 2 cho đến báo động 3 xuất hiện vào hai khoảng thời gian từ 2 cho đến 4 giờ và từ 13 cho đến 16 giờ. Với mức chiều trên thì khá nhiều tuyến đường thấp sẽ bị ngập, đặc biệt mưa lớn có thể kết hợp với chiều cường khiến cho tình trạng ngập sẽ nặng hơn. Quý vị nên chủ động đề phòng khi di chuyển vào thời gian này. Tiếp nối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cụ thể cho các điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.